Phương Anh và Trung Khang kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Ba ngày 5 tháng 1 năm 2016 với một số tin tức đáng chú ý. Hoa Kỳ lên tiếng phản đối việc Trung Quốc cho tiến hành chuyến bay thử nghiệm đến đá chữ thập. Phó Thủ tướng Việt Nam chỉ thị không để người dân khiếu kiện đông người vượt cấp. Hoa Kỳ hôm qua cũng lên tiếng phản đối việc Trung Quốc cho tiến hành chuyến bay thử nghiệm đến đá chữ thập mới tồn tại với đường băng xây dựng trên đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói với báo giới tại Washington là việc bắt đầu hoạt động bay đến sân bay mới tại khu vực tranh chấp làm tăng căng thẳng và đe dọa ổn định trong khu vực. Ông này nhắc lại các bên có tuyên bố chủ quyền tại khu vực Biển Đông cần phải tập trung vào việc đạt cho được thỏa thuận về ứng xử ở những nơi đó. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lặp lại kêu gọi của Washington đối với Bắc Kinh là cho ngưng hoạt động cải tạo và quân sự hóa các đảo chiếm đóng tại khu vực quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Chuyến bay thử nghiệm ra đá chữ thập mà Trung Quốc cho tiến hành hôm 2 tháng Giêng vừa qua cũng bị Việt Nam, Philippines và cả Nhật Bản lên tiếng phản đối. Cũng tin liên quan đến Việt Nam, không để người dân khiếu kiện vượt cấp đông người lên các cơ quan trung ương đóng tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp diễn ra Đại hội Đảng. Đó là chỉ thị mà Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 diễn ra sáng hôm nay tại Hà Nội. Theo chỉ thị của Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc thì nếu có các vấn đề phức tạp xảy ra, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với thanh tra chính phủ và các cơ quan chức năng giải quyết. Hiện nay tại Hà Nội, nhiều đoàn dân oan từ các tỉnh thành vẫn tiếp tục đến các cơ quan tiếp dân trung ương của Đảng và chính phủ để khiếu nại về những vụ việc mà họ cho là oan sai, không được giải quyết thỏa đáng. Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi hoàn thiện thể chế, cơ chế để phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam. Kêu gọi của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra tại hội nghị tổng kết 5 năm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Ông Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành nông nghiệp cần tái cơ cấu sao cho năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh được tăng lên. Từ đó, thu nhập của người nông dân cũng khá hơn. Báo cáo của Việt Nam nói tốc độ tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp trong nước đạt 3,13%, giá trị sản lượng tăng bình quân hơn 3,6% một năım trong giai đoạn 5 năm 2011-2015. Việt Nam hiện có chừng 3/4 dân số sống tại nông thôn. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người dân, nhất là thành phần trẻ, muốn ly nông lên thành phố kiếm sống. Nhiều sản phẩm nông nghiệp như gạo, cà phê, cao su chỉ được xuất thô và giá bán không cao bằng sản phẩm của những nước khác có cùng mặt hàng trên thị trường thế giới. Tiếp tục phần tin tức tối nay, Đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh mới phổ biến bản thông cáo bày tỏ quan ngại về sự kiện 5 chủ hiệu sách ở Hồng Kông bị mất tích, trong đó có một người là công dân Anh. Trong bản thông cáo phổ biến ngày hôm nay, Đại sứ quán Anh ở Bắc Kinh còn kêu gọi chính phủ Trung Quốc thực hiện đúng lời cam kết bảo vệ quyền tự do báo chí và bày tỏ tư tưởng. Thông cáo này được đưa ra trước khi Ngoại trưởng Anh ông Philip Hammond bắt đầu chuyến viếng thăm Bắc Kinh kéo dài 2 ngày để thảo luận về những vấn đề cả hai nước đều quan tâm. Xin được nhắc lại, cả 5 người chủ hiệu sách bị mất tích đều là những người chuyên in, phát hành và bán những quyển sách mang nội dung phê phán chính phủ Trung Quốc. 4 người bị mất tích từ nhiều tháng trước, người thứ 5 mới mất tích hồi giữa tuần trước. Phe ủng hộ Dân chủ Hồng Kông tin rằng cả 5 người đã bị nhân viên an ninh Trung Quốc bắt cóc, đem về Hoa Lục để giam giữ. Và cuối cùng thưa quý vị, khuya hôm qua giờ miền Đông Hoa Kỳ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua bản nghị quyết với nội dung lên án mạnh mẽ việc dân chúng Iran đập phá Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Tehran. Vụ đập phá xảy ra hôm thứ Bảy tuần trước, ngay sau khi Ả Rập Xê Út hành quyết 47 người về tội hoạt động khủng bố, trong đó có giáo sĩ Namir Al-Namir của cánh Hồi giáo Shiite là nhóm thiểu số sinh sống ở Ả Rập Xê Út. Chính phủ Riyadh nói giáo sĩ Namir Al-Namir và những người bị hành quyết là thành phần khủng bố hoặc yểm trợ khủng bố, nhưng người dân Iran lại tôn vinh vị giáo sĩ này, gọi ông là biểu tượng của phong trào đấu tranh bảo vệ quyền lợi cho tín đồ Shiite thường bị đối xử bất công ở một quốc gia đa số là người Hồi giáo Sunni. Vụ dân chúng Iran biểu tình và đập phá Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tạo nên căng thẳng chính trị và ngoại giao ở Trung Đông. Ngoài Ả Rập Xê Út, một số nước khác gồm Bahrain, Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập đều quyết định đoạn giao với Iran hay triệu hồi đại sứ của họ ở Tehran về nước. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị từng lưỡi ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautudo.info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org hoặc bằng ứng dụng app của RFA tại xuống từ App Store và Google Play. Phương Anh và Trung Khang xin kính chào tạm biệt.